Rồi, xin chào anh em. Thì sáng nay em làm luôn cái chi tiết cái con Amli Marang 54D ha, cho các bác khách xem. Thì mấy ngày nay bác khách yêu cầu, hiện nay sáng nay chủ nhật mới có tí thời gian để tranh thủ làm cái con này trước, và để em đang mượn tạm cái cặp loa JBL 36 đề cát ha. Thì cặp này đã có chủ về Trà Vinh ha, về Trà Vinh rồi nha. Thì bây giờ em mượn tạm nó để em test con này cho anh em xem luôn, rồi em sẽ đóng gói gửi cho bác khách luôn nha. 54D của Marang. Đây là một con Amli cỏ, nhưng mà cho cái chất âm không có cỏ anh em nha. Dòng này rất là dễ ghép loa. Thứ nhất là đối với 54 trơn thì sử dụng 4 con sàn kèn 2 vít, còn 54D thì nó sử dụng là 4 con sò Toshiba xanh đen, cho nên chất âm của em này rất là ngọt ngào, rất là ngọt ngào. Em đã khui sẵn cái nắp lưng của nó đây, mời anh em xem ha. 3 triệu thôi, rất là đáng cho anh em chơi sưu tập, đánh lobo 301 rồi rất là ok anh em nha. Đây nè, máy móc là nguyên zin 100% cho anh em chơi. Tại vì nó xảy sao nó con này thường thường em bán khoảng 3 triệu rưỡi 3 triệu 7, nhưng mà tại sao em bán 3 triệu thì nó sẽ có cái lý do, nhưng mà lý do đó bình thường, rất là bình thường anh em nhé. Đây ốc ác sườn hai bên là còn đẹp rất nè, còn nguyên hết nha. Đây cái lý do mà tại sao bán 3 triệu đây anh em. Anh em thấy mấy cái nắp đít nè, nguyên cái nắp đít thôi nha, nó có nhiều chỗ nó hơi lâm nhâm nè đó. Mà thời gian nhưng mà chân cẳng thì không có bị ten gì hết nha. Đó cái lý do đó mà em bán rẻ thôi, còn cái nắp đít dưới của nó thì còn đẹp như mơ. Thì mình bán sao mình nói vậy anh em dễ chơi nha. Thì cái này anh em xài cũng rất là lâu nữa mới không xi nhê gì nữa đâu. Đó, anh em thấy không, những con ốc nó không bị ten xét gì cả. Đó, chỉ có cái phần này thôi, duy nhất bị chỗ này thôi đó. Rồi em sẽ lật lên cho anh em xem nè. Anh em nhìn dưới cái đít dưới là còn sáng giới luôn rồi thấy không. Đó nó không có bị, chỉ có bị cái đít đó thôi, cho nên anh em chơi thoải mái khỏi sợ lo lắng nghĩ rồi vậy ha. Lộng gì lò sức gì lò siêu không cứng à. Rồi đây thì con này nó có lau nét nè, bát trép ha, cho nên anh em chơi thoải mái nha. Em đang ghép với là 36 đề cát, anh em nghe thử nha, bát rất là đầy. Bát em để ở mức này thôi nha, bát trép em để ở mức số 2 của nó đi. Đó, khoảng số 6 của mình. Sẽ đưa em về ngang
Rồi thì mỗi một con âm ly 3 triệu đồng. Chúng ta có thể đánh được đôi JBL Bass 25 đô lại thì rất là tuyệt vời anh em nha. Rồi, tới đây cũng xin kết thúc. Thì anh em nào yêu con sản phẩm Marang 54D thì hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345. Và giá của em nó là 3 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em nha. Tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn em rất nhiều.